Chào Nhật, xin chào các bác. Em lên sóng tiếp con máy lọc khí Panasonic, một cái dòng VIP mặt gương mẫu mã khá là đẹp của hãng Pana. Con này là VC70XG các bác nhé. Công nghệ nano khử khuẩn mã số 5. Hình thức thì như các bác nhìn nguyên bản. Đây là cái dòng cao cấp của hãng. Khi mà nó sản xuất ra thì đây là cái dòng máy đắt tiền nhất tại thời điểm nó sản xuất đấy ạ. Nó như kiểu các bác mua những xe máy bình dân ấy, thì nó có con xe SH, con xe đắt nhất ấy, của Honda đấy. Còn các loại khác thì như quay đây ở cái dòng Panasonic, các bác nhìn ở những cái đây, cô Navi nhá. Nhìn ở cái mắt, có cái mắt đen đen này, có con thì nó làm ở giữa này, có con thì nó làm riêng này. Con nào mà có cái mắt này thì là cái phân khúc tức là cao cấp nhất đấy, cao cấp nhất thì nó mới có cái này các bác đấy, có cái mắt này nhá. Mắt này là mắt cảm biến phát hiện người. Nó sẽ hoạt động khi mà có không có người trong phòng ấy, thì nó sẽ giảm thiểu cái điện năng và cái tính năng hoạt động đi. Công nghệ Eco Navi tiết kiệm điện này, báo cảm biến bụi mùi nano 100% độ ẩm. Con này thì màng HEPA zin, em thay mới tinh rồi nhé. Màng này dùng khoảng 1-2 năm các bác hỏng thì thay mới là 400.000. Màng loại tốt đấy. Màng than này rất là dày, mình có thể rửa đi phơi khô nhé, nhưng mà nắng to có rửa đi phơi khô được, lại dùng bình thường. Đấy. Mặt dâng, đấy, cánh vẫy, hai cánh vẫy kép, bên này là bình nước buồm, ngày hanh khô có cho nước vào đây buồm nhé, có bánh xe đẩy ngang, năm sản xuất 2013, xe đi máy là 9334. 66W, dùng trong phòng khoảng 50m² đổ lại, FVC70XG. Trên máy thì con này tính năng của nó thì có chức năng khóa chèm, giữ 3 giây khóa chèm này, hẹn giờ 2 giờ 4 giờ này, chế độ lọc nhanh. Đấy. Có chế độ điều riêng cái dòng này các bác nhé, điều chỉnh được chế độ buồm nhé. Đấy, cái nút này chỉ bấm được khi các bác bật ở chế độ buồm và cho nước vào thôi. Đấy. 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 Nó sẽ bấm được nhưng mà nó sẽ không chạy đâu vì nó không có nước. Đây là chế độ lọc không khí không buồm, đây là buồm này. Đấy, đây mắt cảm biến ánh sáng này, ban đêm tự động tắt đèn. Đấy à. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, điều hướng, điều chỉnh tốc độ lọc. Bình thường các bác cứ để eco là xem này. Chiếc này bán 3.3 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Máy được đấu biến áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. À, chào các bác.